Sở Y tế tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chủ động các giải pháp kiểm soát và hạn chế dịch bệnh tay chân miệng có khả năng lây lan trong cộng đồng. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tùy theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay trong vòng 48 giờ sau khi phát hiện ổ dịch. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai và kiểm tra các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Đồng thời, cập nhật ca bệnh ổ dịch lên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm đầy đủ kịp thời, phản ánh đúng thực tế tình hình dịch bệnh tại các địa phương. Tính đến ngày 28 tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 184 ca mắc tay chân miệng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng mà số ca mắc vẫn đang có xu hướng tăng dần